Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sản phẩm hôm nay em muốn gửi tới mọi người đó chính là lốc điều hòa của xe Ford Everest. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon của Hàn Quốc, Corporation Halon. Phía bên ngoài của vỏ hộp đây là những cái mũi tên người ta đánh dấu để mình cẩn thận chú ý khi đóng hàng, tức là hàng luôn luôn được để phía trên tránh mưa gió và không được tức là để những vật nặng đè nó sẽ ảnh hưởng đến hộp. Và mã của sản phẩm là UB2C-61450. Đây tức là cái mã này là mã thân, thân lốc này nó là thân như bọn em hay thường gọi đến là thân HS15 đấy. Với cái dòng Ford thì nó sẽ là có HS15, HS17 và FS10. Nó khác với dòng Hyundai là HS18. Đây là cái mã vạch của phía ngoài vỏ hộp. Mỗi một sản phẩm, quy cách đóng gói của nó là mỗi một sản phẩm được sử dụng được đóng trong một hộp đựng hàng với chiều ngang nó rơi vào 30, chiều cao 23. Và bề làm ngang của nó là 20. Vâng, vừa rồi thì là em vừa giới thiệu sơ qua về cái quy cách đóng gói của nó. Bây giờ em sẽ xin mời mọi người sẽ cùng em nhìn về sơ qua và cái cấu tạo của chiếc lốc. Lốc được cấu tạo vào bên ngoài bằng nhôm cao cấp, phía trên là mặt bu ly ly hợp từ bằng sắt và các cuộn đồng với cả điện bên trong. Đây anh em cùng nhìn, đây là dòng lốc 4 chân bắt anh em nhé, 4 chân xuyên qua thân lốc luôn và nó bắt vào lốc máy. Đây là 2 chân trên này và 2 chân dưới. Nhưng anh em để ý cái dòng này nó khác hơn với cái dòng HS18, như là HS18 hay là dòng của Ford Escape đấy. Bây giờ của Hyundai này nó chỉ có 3 chân thôi, 2 bích nó bắt ở trên, nhưng cái dòng này nó sẽ là có một bích bắt xuyên qua thân. Với cái dòng của Ford Ranger và Ford Everest đời cũng có một đời, nhờ Ford Everest cũng có một đời lắp chung với Ford Ranger, nhưng mà cái bully thì của nó là bản A, nó lắp chung đấy. Nhưng với cái dòng Everest này thì cái mặt bích của nó bắt cũng khác này, anh em nhìn nó quay ra đây. Còn cái của Ford Ranger và Ford Everest đời kia thì nó mặt bích nó quay ra phía ngoài, nó cũng là thân này. Nhưng cái bully của Everest đời này thì nó là bản B, anh em có thể nhìn này, danh nó rất là to. Đây là cái rắc điện của cái bôn điện để khi lốc hoạt động đóng mở giúp lốc hoạt động đều. Đây là cái mã trên tem thân lốc. Rồi anh em sẽ cùng nhìn qua này về phía đuôi. Đuôi của lốc thì đây, phía mặt sau của chiếc lốc đấy, đây nó thể hiện qua 1, 2, 3, 4. Dòng lốc này là chạy bằng lốc bít tông anh em nhé. Đây. Và với cái dòng này nó cũng rất là hay, nó chỉ dùng một cái gioăng thân, đây là gioăng chính ở giữa đây, và một phất của trục đầu lốc. Lốc được bắt với nhau qua những con ốc xuyên qua thân như này, anh em nhìn thấy không? Anh em có thể nhìn đó. Đây xuyên qua thân. Với cái dòng sản phẩm của Hàn Quốc sản xuất này thì như em cũng đã giới thiệu sơ qua tới mọi người qua một số video ngắn về các loại dạng lốc, về các loại lốc đấy, thì nó đều dập mã, chỉ có dòng Trung Quốc thì là nó trắng trơn. Nhưng với các cái dòng Denso, Indonesia hay là Hàn Quốc hay là của Thái Lan thì nó đều có mã. Đây anh em nhìn nhé, đây trên các cái vấu cao su ở mặt hít này nó cũng mã số này, phía mặt hít này, ốc này, đó, phía dưới thân ốc nhá, anh em nhìn thấy không? Đó, cũng có mã số này, người ta dập này, đó. Đây là cái dập của cái ngày để sản xuất ra cái lốc này. Thì cái đấy cũng không quan trọng lắm. Rồi, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em
cái hình ảnh tổng thể của cái lốc điều hòa Ford Everest. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 076 9086 333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tâm Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.